Hello, xin chào tất cả học sinh lớp 1 nha. Các con học sinh lớp 1 thân mến, hôm nay chúng ta sẽ học bài số 0 trong sách giáo khoa toán 1 cánh diều nha các con. Số 0. Như vậy ta quan sát trong cái xô nước này không có con cá nào. Trong xô này có một con cá. Đây có hai con cá và đây có ba con cá. Như vậy ba con cá ta viết số 3. Hai con cá viết số 2. Một con cá viết số 1. Không có con nào viết số 0. Câu số 1. Mỗi rổ có mấy con? Như vậy rổ này là có hai con chó. Này là hai con. Này có một con. Rổ này có ba con. Và rổ này có không con. Câu B. Mỗi hộp có mấy chiếc bút? Hộp này có 1, 2, 3, 4, 5. Này, 5 chiếc. Hộp này có 1, 2, 3, 4. 4 chiếc. Hộp này có 0 chiếc. Hộp này có 1, 2. 2 chiếc. Và câu 2 số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Câu 3. Tìm số 0 trên mỗi đồ vật sau. Như vậy đây có con số 0 đây các con. Số 0 đây. Và trên cái điện thoại này có một con số 0 nằm chỗ đây. Và trên cái máy tính có một con số 0 đây. Như vậy các con học sinh lớp 1 thân mến, bài học về số 0 trong sách giáo khoa toán lớp 1 cánh diều đến đây là hết rồi nha các con. Thầy xin chào tạm biệt tất cả các con và hẹn lại clip sau nha. Bye bye.